Giỏi quá ta. Cầu thủ tương lai đây. Cầu thủ tương lai nền. À cái gì vô 7-8 phút rồi ta. Mất đây mà xạo quá mày. Cầu thủ mang số mấy? Còn số mấy? Số 10 à? Đội tuyển quốc gia đây, tương lai đội tuyển quốc gia đây. Sáng nay cầu thủ đi tập buổi tập về rồi. Tập hay đá? Đá giải à? Ôi xa, đội con thắng hay là thua? Thắng mấy không? Được 3. 3 mấy? Đá cái sân nào? Trời ơi, sao mày không nói tao đi coi với? Đau chân hay sao con? Đau chân hay sao? Đi cái nhát nha. Đi cái nhát. Đá sớm rồi thầy. Trời, đá sớm sao có khán giả coi mày? Khán giả coi đông không? Đi hộ khán giả. Đi đá giải mà. Giải có nhiều nhưng mà đá giải được những